Đại sảnh danh vọng Premier League, Premier League Hall of Fame, giải thưởng danh giá nhằm công nhận và tôn vinh những cá nhân kiệt xuất nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh, để được xem là vinh dự cao quý do FA trao tặng. Những cầu thủ nào lọt vào đại sảnh danh vọng đều sẽ chính thức được gọi với cụm từ huyền thoại. Tính từ năm 2021, thời điểm giải thưởng ra đời, cho đến nay đã có tất cả 22 gương mặt được góp mặt sau mỗi cuộc bình chọn của từng năm, cũng là những vị tinh tú biểu tượng đã làm nên tên tuổi cho giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Họ là những ai? Chúng ta sẽ cùng điểm danh lại trong video ngày hôm nay. Năm 2021, Thierry Henry. Thần gió gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi hậu vệ tại nước Anh. Anh đi vào lịch sử với tư cách là một trong những gương mặt biểu tượng của Premier League. 8 mùa giải chơi cho Arsenal, Thierry Henry đã có 5 mùa ghi trên 20 bàn, thâu tóm 4 chiếc giày vàng. Là sản phẩm kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, kỹ thuật của một tiền đạo cắm và sự nhạy bén của một trung phong cắm. David Beckham. Quý ông dành cả thanh xuân để vẽ nên những đường cong mỹ miều. Nhớ đến anh là nhớ về những kỹ năng chơi bóng, nhớ một khuôn mặt đẹp như tranh và nhớ từng kiểu tóc chuẩn mực của thời đại. Trong những cơn mơ của các thiếu nữ 7X, 8X, Beckham chính là giấc mộng đêm hè. Trong cơn say của những kẻ trót yêu màu áo đỏ Manchester United, David Beckham đơn giản là thần tượng, biểu tượng là một cái tên đầy say đắm. Alan Shearer. Di sản 260 bàn thắng, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Như vậy là quá đủ để người ta có thể miêu tả tầm vóc của Alan Shearer. Người ta gọi Shearer là sát thủ người Anh vĩ đại nhất lịch sử, dù anh mới chỉ có một chiếc vô địch Premier League. Một trung phong cắm thường hạng, mang khả năng ghi bàn ở mọi góc độ, chân trái, chân phải, đánh đầu, tổng hòa giữa tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật. Eric Cantona. King Eric đầy oai vệ ngạo nghễ như một vị vua uy quyền, cái thay đổi hoàn toàn lịch sử của đế chế Manchester United. Trước khi Cantona đến, Man United trải qua 25 năm trắng tay. Sau khi có ông, Man United trở thành đội bóng vô địch Premier League nhiều nhất. Một huyền thoại sống giữa lằn ranh thiện và ác, mà ở đó cuộc kung phu kinh điển sẽ mãi là một khoảnh khắc khó quên. Steven Gerrard. Biểu tượng chói lòa bậc nhất của lòng trung thành. 17 năm gắn bó trọn vẹn sắc son trong màu áo Liverpool, Gerrard là đội trưởng vĩ đại nhất một thời đại của câu lạc bộ này. Trong tất cả 22 gương mặt góp mặt trong Hall of Fame, Steven Gerrard là người duy nhất chưa từng vô địch Premier League. Cú trượt chân tai hại đã cướp đi giấc mơ sự nghiệp của anh, nhưng chẳng thể cướp đi sự công nhận của tất cả người hâm mộ với một huyền thoại. Roy Keane. Một người thủ quân thét ra lửa, quỷ đầu đàn, đại diện cho tinh thần Man United bất diệt, chính là ông Roy Keane. Có người nói rằng ngay cả Sergio Ramos cũng phải ngán Roy Keane nếu có cơ hội chạm mặt. Cựu tiền vệ người Ireland là người có thể bất chấp mọi thứ, làm tất cả vì danh dự. Thế nên mới sinh ra khoảnh khắc kinh điển, cú đạp thẳng vào ống đồng của Alf Inge Haaland và khiến cho ba của Haaland phải giải nghệ. Dennis Bergkamp. Bạn muốn tìm thấy định nghĩa của cụm từ tinh tế trong bóng đá? Và đây, hãy nhìn Dennis Bergkamp chơi bóng. Bạn muốn tìm bàn thắng tinh tế nhất trong hàng tá những siêu phẩm của người Hà Lan không bay này? Hãy xem lại pha lập công kinh điển vào lưới Newcastle. Đến cả Henry cũng phải thốt lên. Bergkamp là giấc mơ của mọi tiền đạo. Frank Lampard. Màu xanh của Chelsea chính được định nghĩa bởi Frank Lampard. Người không phổi đã tạo cho Chelsea cái hồn. Đó là tính gan lì, một đội bóng đậm chất đàn ông và nghĩa hiệp. 429 trận đấu, Lampard cán mốc 129 bàn thắng để trở thành tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League. Năm 2022, Wayne Rooney. Chân sút vĩ đại nhất lịch sử Manchester United, chân sút ghi bàn nhiều thứ ba lịch sử Ngoại hạng Anh. Nhớ về Rooney là nhớ về một chàng trai có hình hài cục mịch, thô kệch, luôn chiến đấu khát khao như một con mãnh thú và luôn sẵn sàng đổ máu vì logo trên ngực. Bên cạnh đó là đức tính hy sinh, làm nên tất cả vì tập thể chung. Rooney xứng đáng được ghi nhận bởi cụm từ huyền thoại. Patrick Vieira. Người đội trưởng vĩ đại trong đội hình bất bại của Arsenal. Mùa giải 23-24 thần thánh và những ký ức về một con quái vật nơi tuyến giữa. Cuộc đối đầu kinh điển giữa Vieira và Keane chính là đại diện cho mối hận thù lâu năm giữa Arsenal và Man United. Sergio Aguero. 390 trận đấu, 260 bàn thắng. Aguero đi vào ngôi đền huyền thoại ở Manchester City, ở ngôi vị cao nhất trong tư cách là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng và cũng là người ghi nhiều bàn thứ 5 trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Aguero sống là để ghi bàn, người giỏi nhất là Messi,
Còn Aguero là một trong những người còn lại. Đó là những lời ca ngợi mà Pep Guardiola đã dành cho cựu tiền đạo người Argentina. Didier Drogba. Drogba và Chelsea, nó là hai hình ảnh không thể nào tách rời. Một chương ký ức không thể nào quên len lỏi trong từng ngóc ngách tâm trí của các True Blues hay bất kỳ người hâm mộ Premier League nào. Nói về sự dũng mãnh, can lướt, kỹ năng săn bàn điêu luyện của một sát thủ hàng đầu thế giới, lại nhắc đến Didier Drogba. 104 bàn thắng giúp Drogba trở thành cầu thủ châu Phi ghi nhiều bàn thắng thứ ba lịch sử ngoại hạng Anh sau Mohamed Salah và Sadio Mane. Vincent Kompany, sừng sững như một hòn đá tảng, gan lì và không ngán ngại bất cứ tiền đạo nào. Vincent Kompany đi vào Hall of Fame với tư cách là một trong những trung vệ xuất sắc nhất giải đấu. Cặp bến Marseille khi đội bóng này còn chưa tắm trong biển tiền dầu mỏ, Kompany là chứng nhân của lịch sử, kẻ góp phần thay đổi diện mạo của đội bóng thành Manchester. Peter Schmeichel, một trong hai thủ môn duy nhất góp mặt ở đại sảnh danh vọng. Tầm vóc của Peter Schmeichel đối với lịch sử Man United là không thể nào đồng đếm. Huyền thoại người Đan Mạch được người hâm mộ bình chọn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế kỷ 20, chỉ đứng sau một Lev Yashin. Paul Scholes, Messi đã từng nói, ở La Masia, tên của Paul Scholes được nhắc đến rất nhiều. Anh ấy giống như thầy giáo đối với chúng tôi vậy. Còn Zidane thì nói rằng, Paul Scholes là tiền vệ xuất sắc nhất trong thế hệ của ông, một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Như vậy là quá đủ để có thể miêu tả hết đẳng cấp và tài năng của hoàng tử tóc vàng. Ian Wright, 22 tuổi mới chính thức bước chân vào bóng đá chuyên nghiệp. Ian Wright là một trường hợp đặc biệt tại Hall of Fame. Ấy thế nhưng, bắt đầu mùa màng có còn là chuyện quan trọng sau những gì mà Ian Wright đã làm. Gia nhập Arsenal vào năm 28 tuổi, cựu tiền đạo người Anh là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho Arsenal trong 5 mùa giải đầu tiên, phá kỷ lục ghi bàn được nắm giữ bởi cố huyền thoại Cliff Bastin. Năm 2023, Sir Alex Ferguson cùng với Arsene Wenger, Sir Alex Ferguson trở thành hai vị huấn luyện viên đầu tiên có mặt trong đại sảnh danh vọng. Huấn luyện viên huyền thoại người Scotland là chiến lược gia thành công nhất lịch sử bóng đá xứ sương mù với 13 chiếc vô địch Premier League. Ngày Sir Alex Ferguson nói lời chia tay Man United là ngày mà câu lạc bộ này mất đi linh hồn. Họ trượt dài trong hành trình nhớ về ánh hào quang của quá khứ. Arsene Wenger, trong tác phong đạo mạo của một vị giáo sư, Arsene Wenger là người đã góp phần thay đổi nhận thức bóng đá Anh, bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất như chế độ dinh dưỡng cho cầu thủ. Wenger đến với Arsenal là một kẻ vô danh, để rồi ngay rời đi, ông để lại di sản sau hai thập kỷ trường tồn tại Highbury và Emirates để trở thành một huyền thoại. Tony Adams, các Gunners gọi anh là Mr. Arsenal. Người hâm mộ ngoại hạng Anh thì gọi Adams là người thủ quân vĩ đại. Xương máu, linh hồn Tony Adams, tất cả đều thuộc về đội bóng phía Bắc London. 255 trận đấu, Tony Adams giúp đội bóng giữ sạch lưới 115 trận và 2 lần vô địch Premier League. Peter Cech, thủ môn thứ hai có vinh dự góp mặt tại Hall of Fame đầy danh giá. Chiếc mũ bảo hộ trên đầu, những pha cản phá xuất thần trong khung gỗ, đó là những hình ảnh bất tử. 202 lần giữ sạch lưới của Peter Cech cho đến nay vẫn là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu của giải đấu. Bao nhiêu lâu nữa chúng ta mới tìm ra được một đôi găng thứ hai có thể vượt qua kỷ lục này của huyền thoại người Cộng hòa Séc. Rio Ferdinand, kẻ phá vỡ khuôn mẫu của một trung vệ người Anh điển hình, chơi bóng rất điềm tĩnh, đầu óc và phát động tấn công thì miễn chê. Cái giá 30 triệu bảng mà Sir Alex Ferguson đã chi ra vào năm 2002 để phá kỷ lục chuyển nhượng cho một trung vệ, nó xứng đáng đến từng xu. 12 năm tại Old Trafford, Rio Ferdinand mang về cho Manchester United 6 chiếc vô địch ngoại hạng Anh, 504 trận đấu và dĩ nhiên, anh vẫn là con số nhiều thứ hai trong lịch sử đối với một vị trí trung vệ. Năm 2024, Ashley Cole, cái tên đầu tiên trong năm 2024 được đưa vào sảnh danh vọng Premier League. Giữa những vị tinh tú chói lọi, sự xuất hiện của Ashley Cole khiến người hâm mộ tranh cãi bởi hàng loạt những scandal tai tiếng mà anh tạo ra trong sự nghiệp. Nhưng nên nhớ một điều rằng, sau tất cả, thứ tồn tại cuối cùng vẫn là tài năng trên sân bóng. Là một trong những hậu vệ hay nhất ở thế hệ của mình, Ashley Cole trở thành nỗi ám ảnh của nhiều tiền đạo cánh khét tiếng. Bên cạnh đó, anh có cho mình 3 chiếc vô địch ngoại hạng Anh. Vì vậy Ashley Cole xứng đáng góp mặt trong đại sảnh danh vọng.